Sáng 4 tháng 6, gần 2.300 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay kỳ thi được tổ chức tại 3 điểm thi gồm trường phổ thông năng khiếu quận 5, Đại học Khoa học Tự nhiên quận 5, Đại học Bách khoa quận 10. Thông tin từ trường phổ thông năng khiếu cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có gần 2.300 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi trung bình ở các môn là 1:3,9. Hai môn tiếng Anh và toán dẫn đầu tỷ lệ chọi do có đông thí sinh đăng ký dự thi. Ngày 4 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Gò Vấp lấy lời khai với Nguyễn Huỳnh Ý, sinh năm 2005, ngụ quận 12, để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, trạng sáng cùng ngày, anh NAK, sinh năm 2004, ngụ quận Gò Vấp, đang ở trong nhà tại đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, thì nghe tiếng la hét ở dưới nhà. Lúc này, anh K chạy xuống thì nhìn thấy Ý dùng dao đâm chị NNHI, sinh năm 2006. Khi chị Y ngã gục thì Ý cầm dao lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Y được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Biết không thoát tội, Ý tới công an trình diện. Tại đây, Ý khai nhận mình với chị Y là vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Chị Y có con được 4 tháng tuổi. Do mâu thuẫn trong tình cảm nên chị Y bỏ về nhà người thân ở quận Gò Vấp cách đây 10 ngày. Ngày 4 tháng 6, đồn biên phòng Cồn Cỏ thuộc biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị đang đưa thi thể của một người đàn ông được phát hiện trôi dạt trên biển vào bờ. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 6, tàu cá SH93539TS của ông Nguyễn Quốc Huy, 50 tuổi, trú tại thôn 4, xã Do Hải, huyện Do Linh, đang đánh bắt cá tại tọa độ 16,34 độ Vĩ Bắc, 108,52 độ Kinh Đông, thì phát hiện một xác chết trôi dạt trên biển. Qua kiểm tra thi thể, phát hiện có giấy tờ tùy thân mang tên Võ Đình Hạ L, 33 tuổi, trú tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đồn biên phòng Cồn Cỏ hiện đã liên lạc với gia đình nạn nhân. Ngày 3 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh về giải quyết phản ánh tố cáo của người dân liên quan đến việc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn và Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng để người dân lấn chiếm, chặt phá trên 11 hectare rừng. Trong đó, công ty Lâm nghiệp Sông Côn để mất 9,16 hectare đất và rừng tự nhiên phục hồi giáp ranh thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Còn Ban Quản lý rừng để mất 2 hectare rừng phòng hộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị hai đơn vị vi phạm phải tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể cá nhân buông lỏng trách nhiệm để xảy ra tình trạng mất rừng tự nhiên, thanh toán tiền giao khoán cho các hộ gia đình, tập thể thôn, cộng đồng dân cư nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời thu hồi và nộp đầy đủ số tiền thanh toán sai quy định trên 31 triệu đồng, thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm. Khác với những kỳ tổ chức trước đây, Festival Huế 2022 có những thay đổi về quy mô, cách thức tổ chức, nhưng có một điều được ban tổ chức quyết tâm duy trì, đó là tính quốc tế của lễ hội. Festival Huế 2022 là lễ hội đầu tiên được tổ chức theo định hướng 4 mùa. Điểm nhấn là tuần lễ Festival Văn hóa Nghệ thuật mang tầm quốc gia và quốc tế với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6. Gương mặt xuất sắc của cờ vua Quảng Ninh, Nguyễn Lê Cẩm Hiền tiếp tục góp mặt giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2022 và được kỳ vọng sẽ giành được những kết quả cao. Nguyễn Lê Cẩm Hiền sẽ thi đấu nhóm 15 tuổi. Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là địa điểm tổ chức tranh tài giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2022 kéo dài từ ngày 8 tới ngày 18 tháng 6 và các kỳ thủ tranh tài đủ bộ huy chương của cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn, cờ truyền thống đối với các nhóm tuổi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20. Theo đăng ký sơ bộ, giải quy tụ 1.066 kỳ thủ trẻ góp mặt và thành tích tại giải để tuyển chọn vận động viên trẻ quốc gia dự các giải quốc tế trong năm, cũng như được các xuất đấu vô lịch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2022. Cộng hòa Chad tuyên bố nước này đang rơi vào tình trạng khẩn cấp về lương thực và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Theo đó, sắc lệnh nêu do tình hình lương thực và dinh dưỡng liên tục xấu đi trong năm nay và nguy cơ ngày càng tăng với người dân nếu không có viện trợ nhân đạo. Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo 5,5 triệu người, tương đương hơn 1/3 dân số của Cộng hòa Chad, sẽ cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Chương trình Lương thực Thế giới hồi tháng 3 ước tính 2,1 triệu người Chad sẽ bị mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong mùa đói kém bắt đầu từ tháng 6.